ain't worried about nothing. I ain't worried about nada. You're sitting pretty impatient, girl, know you gotta put them in hours, baby, make it harder. You're sending pic after picture, girl, give me fire. You know I'm always on the night shift, and you can stand these nights alone. Yeah, you don't need no explanation, 'cause baby, I'm the boss at home. I ain't gotta go to work, 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 but I gotta put in work, 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 work. I ain't gotta go to work, 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 work. Let your body do the work, 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 work. We can work from home, oh, oh, oh. We can work from home, oh, oh, oh. Let's put it in motion, girl, give me a promotion. Let's make it feel like a vacay. Turn a bed into an ocean. We don't need nobody, I just need your body. Nothing but sheets in between us, ain't no getting up early. You know I'm always on the night shift, and you can stand these nights alone. Yeah, you don't need no. Trong phái đoàn nhà trai chúng tôi hôm nay đã đi đón dâu, đón cháu nhục về làm dâu con gia đình. Trong đoàn đường đi đã về là đến nơi, nói chung mọi sự tốt đẹp và nói chung là rất an toàn. Trước tiên bây giờ có mấy phương án là trước tiên gia đình nhà trai chúng tôi làm cái lễ để thắp nhang cho ông bà tổ tiên và gia đình và lễ gia tiên theo phong tục của dòng họ cũ. Rồi phương án thứ hai đó là cô dì chú bác anh em bạn bè là trao quà cho cháu. Và phương án thứ ba xong là mời tất cả hai họ ra nhà hàng dùng bữa trưa. Bây giờ haunted place.
haunted place. Oh, when you and I are the ghosts, how I wanna take you home. But we just run, run, run away, just run, run, renegades. Nowhere could have stayed. Oh, when you and I are the ghosts, how I wanna take you home. But we just run, run, run away, just run, run, renegades. Nowhere could have stayed. Top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this, we come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this, we come alive in moments like this. Take a breath, thoughts racing through my head. I try to capture it, but a picture can't hold what a heart is feeling. I just wanna stop the world from spinning, slow it all down for a minute so that I can take it in. I can take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. Của tất cả các vị khách quý,
là niềm vinh dự rất lớn với mỗi gia đình chúng tôi. Và giờ phút này đây để đáp lại tấm chân tình của tất cả quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe những lời phát biểu tâm tư từ bác Vũ Minh Tố, là vị đại diện cho hai bên gia đình. Xin được trân trọng kính thưa bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, hai bên họ nhà trai và nhà gái, hôm nay ngày lành tháng tốt, được sự đồng tình nhất trí của chính quyền địa phương và hai bên gia đình chúng tôi tổ chức lễ đám cưới cho hai con cháu chúng tôi là Tấn và Hồ. Để thay mặt cho gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả các quý vị, từ hiện diện quý vị là niềm hạnh phúc lớn lao gia đình chúng tôi, và chúc tất cả các quý vị có một sức khỏe tốt. Chúc các vị quý vị có một bữa tiệc ngon miệng và xin gửi lời chào trân trọng nhất. Vâng, xin trân trọng cảm ơn những lời phát biểu tâm tư tình cảm từ phía vị đại diện cho hai bên gia đình. Kính chúc hai bên gia đình dồi dào sức khỏe, thắm tình thông gia. Vâng ạ, vâng, kính thưa toàn thể quý vị, cuộc sống xung quanh chúng ta thật muôn màu muôn vẻ, và dù bất kỳ hoàn cảnh nào thì con người chúng ta, những tâm hồn đã, đang và sẽ yêu nhau luôn cần lắm một tình yêu bền vững, chân thành, bất đê dài lão. Với cái lưu hình đó thì ngay bây giờ xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tiến đến tháp bánh tình yêu để cùng nhau sẻ chia những chiếc bánh cưới ngọt ngào trong ngày vui tân hôm nay. Ngày vui nhất đời em trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Phút giây mong chờ ngày hôm nay đến rồi, lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh, giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Xa xa trong giấc mơ, anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất. Và hôm nay bầu trời trong xanh, thật nhiều ánh mắt chứng giám. Ngày tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời. Quang đường vừa qua.